Năm 2022, công tác cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hầu hết các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số về sự hài lòng của người dân đều tăng nhiều bậc so với năm 2021. Trong đó, Bà Rịa Vũng Tàu dẫn đầu Đông Nam Bộ về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh DCI và chỉ số cải cách hành chính BAR Index nhằm tiếp tục nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị bàn về nội dung này vào sáng nay. Tham gia hội nghị có ông Phạm Minh Hùng, vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ, chánh văn phòng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ, ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các chuyên gia liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam và chương trình phát triển liên hiệp quốc tại Việt Nam. Tại hội nghị bàn giải pháp để nâng cao chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023. Đại diện các bộ ngành, chuyên gia phân tích chính sách công đều đánh giá cao nỗ lực cải thiện các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, định hướng các giải pháp phù hợp để Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục nâng cao các chỉ số cải cách hành chính trong thời gian tới, như nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, tăng cường truyền thông chính sách, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu sáng kiến, ý tưởng mới cho cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành, huyện trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thường xuyên đối thoại chính sách với người dân doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khẳng định chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ. Trên tinh thần đó, các sở ngành chính quyền cấp huyện xã phải tiếp tục rà soát khắc phục ngay những yếu kém, tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, rút ngắn hơn nữa thời gian thực hiện thủ tục hành chính để nâng cao các chỉ số cải cách hành chính trong năm 2023.